Rồi, xin chào bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà mình có thể sử dụng cái tính năng cửa sổ nội ở trên điện thoại Xiaomi. Rồi, thì mình đang dùng trên tay là Xiaomi Note 9 Pro ha. Thì những tính năng này sẽ sử dụng được khi nào mà được nâng cấp lên Xiaomi MIUI 12 là mới nhất hiện tại ha. Rồi, thì muốn sử dụng tính năng này, thứ nhất là các bạn có hai cách. Một đó, là các bạn vuốt hoặc là vô đa nhiệm á, bạn vuốt ra thì những ứng dụng nè, thì cái ứng dụng nào nó sẽ hỗ trợ đa nhiệm á, em mình sửa, ứng dụng nào hỗ trợ cửa sổ nội á, thì các bạn đè vô giữ lâu, đè vô giữ lâu nè, đó nó sẽ có một cái biểu tượng hình cái hình chữ nhật với một hình hình cái ô vuông ở trong, thì các bạn bấm vô đó, thì đây là hình cái cửa sổ nội của cái ứng dụng Chrome ha. Và mình có thể mở lên thì vừa sử dụng Chrome vừa sử dụng tin nhắn, rồi thấy không đó. Muốn không muốn sử dụng cửa sổ nội nữa thì các bạn bấm vô đây, các bạn thấy cái hình cái đẹp, các bạn kéo nó lên là tự động nó mất. Và cái cách thứ hai để sử dụng cửa sổ này thì các bạn chọn một cái ứng dụng bất kỳ ha. Ứng dụng là phải có hỗ trợ cửa sổ nội nha các bạn bấm vô ứng dụng này nè, nó không có hỗ trợ thì nó sẽ không hiện đâu đó. Kéo xuống nó sẽ có một cái biểu tượng là cửa sổ nội ở đây nè, các bạn bấm vô thì nó sẽ báo là không có ứng dụng khả dụng, tức là ứng dụng này không được hỗ trợ. Còn ứng dụng mà được hỗ trợ nè, ví dụ mình chọn cái ứng dụng YouTube Chrome này đi, thì mình sẽ kéo xuống rồi chọn cửa sổ nội thì nó sẽ hiện thị đây. Cửa sổ này thì mình có thể di chuyển bất cứ ở bốn góc ha, ở giữa thì không được, nó chỉ là bốn góc thôi, thấy không? Chạm vô để cho nó lớn lên rồi các bạn có thể kéo xuống đó, kéo lên để mà mình thoát nó ra ha. Rồi, cảm ơn các bạn.